Chuyển sang các thông tin về tình hình giao thông. Sáng sớm ngày 31 tháng 12, một xe container lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An, khi đổ dốc cầu lớn, phương tiện đã mất kiểm soát và tông trúng một người phụ nữ đi xe máy, khiến nạn nhân bất động trên đường. Tại hiện trường, xe container nằm trên giải phân cách và phần đầu xe nghiêng sang một bên, ở làn đường ngược lại, khối bê tông bị văng nằm giữa đường. Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn có mặt phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực. Tuy nhiên, việc di rời xe container ra khỏi hiện trường mất nhiều thời gian, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thành phố Hà Nội cho biết, tiếp tục mở bán vé tàu địa phương dịp Tết Tân Sửu 2021, phục vụ hành khách đi tàu các tuyến Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Vinh, Hà Nội, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng và ngược lại. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã tăng cường hàng chục chuyến tàu trong những ngày Tết Tân Sửu 2021 từ ga Sài Gòn đi các ga Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế. Trong dịp Tết Dương lịch, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, việc mở bán tăng cường vé tàu từ các thành phố lớn đi các địa phương sẽ đảm bảo việc di chuyển của hành khách và ổn định giao thông. Ngày 31 tháng 12, cầu Quang Trung mới bắc qua sông Cần Thơ đã được đưa vào sử dụng. Cây cầu mới này sẽ giúp xóa bỏ tình trạng ùn ứ giao thông ở cửa ngõ đi vào nội ô thành phố Cần Thơ. Cầu Quang Trung mới dài gần 870m, kết nối hai quận Cái Răng và Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong đó, phần cầu chính dài hơn 480m, rộng 11m. Cầu Quang Trung cũ được xây dựng từ năm 1995. Do mặt cầu hẹp, lưu lượng xe qua lại rất lớn nên thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tháng 11 năm 2017, thành phố Cần Thơ quyết định xây dựng cầu Quang Trung mới và cải tạo cầu cũ từ nguồn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Cầu Quang Trung mới thông xe, nhờ đó tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm sẽ được chấm dứt, đồng thời giúp kết nối thành phố Cần Thơ với quốc lộ 1A và các địa phương khác. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2021. Để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, người dân liên hệ với Cục Cảnh sát Giao thông qua số điện thoại 0995 67 67 67 hoặc 0692 34 2608. Tổng cục Đường bộ Việt Nam số điện thoại 0912 12 5055 và số 0916 60 8085. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải số 0962 66 5953 trong lĩnh vực đường sắt theo số 086 536 756 Cục Đường sắt Việt Nam. Khi phản ánh tới đường dây nóng cần cung cấp đầy đủ thông tin về hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác, thuận tiện, an toàn.